Nếu để so với tất cả những con động vật nuôi thông thường khác thì nó rất chi là nhỏ bé. Nhưng ngược lại, cái giá trị cũng như cái hiệu quả kinh tế nó mang lại cho chính bản thân của tôi nó rất chi là cao. Đấy, thì để về con rúi má đào Thái Lan này một năm thì nó sẽ sinh sản được cho bên trang trại tôi là 3 lứa. Biết được con rúi má đào Thái Lan cho hiệu quả kinh tế rất cao, khi chuẩn bị bước vào chăn nuôi, anh Đỗ Văn Đạt cũng có suy nghĩ như bao bà con khác, đó là chăn nuôi khó không, nguồn thức ăn của chúng gồm những gì, hiệu quả kinh tế ra sao và đầu ra như thế nào. Là người đã chăn nuôi thành công rồi, trong video này, anh Đạt sẽ chia sẻ cho bà con những điều thực tế nhất để bà con có đủ thông tin và kiến thức khi bước vào chăn nuôi dòng rúi má đào Thái Lan. Quý bà con nào muốn giao lưu với anh Đạt hay tham quan mô hình thì hãy đến trực tiếp trại có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Xin chào toàn thể bà con, tôi cũng xin giới thiệu, tôi là Đạt. Hiện tôi đang chăn nuôi các loại động vật hoang dã. Và hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ tới toàn thể bà con về mô hình chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan của tôi. Thì cũng như những video trước thì tôi cũng đã chia sẻ tới cho bà con. Thì cũng còn đâu đó một số bà con mình cũng đang tìm hiểu cũng như là muốn bắt tay vào chăn nuôi. Nhưng thực sự là bà con cũng còn đang rất chi là băn khoăn tới một số cái vấn đề là chăn nuôi cái con rúi má đào Thái Lan này. Cái thứ nhất là nó có đòi hỏi về cái kỹ thuật nó có đơn giản hay không, cũng như là về cái nguồn thức ăn của nó ra làm sao, cũng như về cái giá trị hiệu quả kinh tế. Đặc biệt là một số bà con mình quan tâm nhất đến đó là về cái vấn đề đầu ra. Thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ lại cho một số bà con mình chưa nắm bắt được rõ. Hiện tại thì tôi cũng đang có mặt một trong những cái trang trại điển hình của tôi chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan, có địa chỉ cụ thể tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thì đối với một số bà con khu vực miền Tây thì bà con có thể đến trực tiếp trang trại của tôi tại Vĩnh Long này để bà con có thể là tham quan thực tế, cũng như là được chính bản thân của tôi sẽ chia sẻ thực tế nhất những cái gì mà thực tế nhất tới cho bà con. Nói về giống rúi má đào Thái Lan mà mình đang chăn nuôi, anh Đạt cho biết đây là giống vật nuôi hoang dã nên có sức khỏe và sức đề kháng rất cao, không có dịch bệnh như con trâu, con bò hay lợn gà. Khi con rúi đến quá trình lên giống thì anh không phải can thiệp hỗ trợ gì vì chúng tự sinh sản, tự nuôi con. Còn như nuôi lợn thì bà con phải hỗ trợ đỡ đẻ và chăm sóc đàn con khi mới sinh ra. Nói về con rúi má đào Thái Lan này thì dường như cái sức khỏe cũng như là cái sức đề kháng của nó vượt trội hơn hẳn so bất kỳ những con động vật nuôi thông thường. Đặc biệt thì đối với con động vật nuôi hoang dã thì dường như trong quá trình chăn nuôi bà con sẽ không gặp phải bất kỳ cái tình trạng dịch bệnh tràn lan như một số con động vật nuôi thông thường khác, ví dụ như con lợn, con gà hay là con trâu, con bò hay là con dê mà bà con đang chăn nuôi. Và ngoài ra nữa thì đối với con rúi má đào Thái Lan này thì trong cái quá trình mà nó vào giao phối cũng như là trong quá trình nó sinh sản thì dường như bản thân của bà con mình không cần phải can thiệp bất kỳ trong cái giai đoạn nào. Ví dụ như bà con mà mình đang chăn nuôi cái con heo thì trong cái quá trình mà bà con tiến hành cho vào động dục cũng như giao phối thì bà con cần phải can thiệp để nó mới đem lại cho bà con cái hiệu quả cao được. Còn trong cái quá trình mà sinh sản thì dường như bà con mình thậm chí còn phải thức trắng cả một đêm để bà con canh chừng khi nào cái con heo nó sinh sản thì bà con còn phải hỗ trợ đỡ đẻ, lau chùi cho nó và thậm chí là còn phải hút dịch trong mồm của con heo ra để tránh cái tình trạng là nó thất thoát cái con giống của bà con. Còn đối với cái con rúi má đào Thái Lan này thì nó ngược lại hoàn toàn, thì dường như bản thân của bà con mình trong cái giai đoạn mà nó sinh sản thì bà con mình không cần can thiệp bất kỳ một cái giai đoạn nào. Đấy, thậm chí là bà con mình còn không nên tiếp xúc quá nhiều với nó trong cái quá trình nó nuôi con non. Nguồn thức ăn của rúi má đào chủ yếu là tre, mía, ngô, thân cây cỏ voi, thân cây sắn. Theo anh Đạt, chỉ cần đảm bảo nguồn thức ăn của rúi sạch sẽ, không chứa dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản thì đàn rúi sẽ không bị bệnh về đường tiêu hóa. Bên trại anh Đạt có hai chế độ chăn nuôi rúi, đó là chế độ ăn cho rúi sinh sản và chế độ ăn cho rúi thương phẩm.
Đối với chăn nuôi sinh sản thì một ngày chỉ cho ăn duy nhất một bữa về buổi chiều tối. Còn đối với chăn nuôi thương phẩm thì sẽ tăng cường hàm lượng thức ăn và nguồn thức ăn giàu chất tinh bột để cho con rúi nhanh lớn, nhanh được xuất bán. Quý bà con nào cần tư vấn thêm về cách chăm sóc rúi hàng ngày thì hãy liên hệ qua số điện thoại trên góc phải màn hình video để được anh Đạt giải đáp cụ thể. Cho dù là bà con bắt tay vào chăn nuôi bất kỳ con vật nuôi nào cũng vậy, thì tất nhiên cái việc đầu tiên là bà con mình cũng cần tìm hiểu, cũng như là phải nắm bắt được đầy đủ tất cả những cái kỹ thuật trong chăn nuôi. Nhưng đối với con rúi mã đạo Thái Lan này thì nó không đòi hỏi về cái kỹ thuật quá chi là cao. Bà con chỉ cần lưu ý cái thứ nhất cho tôi, đó là về cái nguồn thức ăn. Nguồn thức ăn thì bà con cần đảm bảo cho tôi về nguồn thức ăn. Cái thứ nhất, như con rúi mã đạo Thái Lan này thì nó ăn bao gồm những cái loại thức ăn là tre, mía và ngô. Ngoài ra nó còn ăn một số thân cây cỏ voi, đấy, thân cây ngô hay là thân cây củ mì và củ khoai củ mì. Thì dường như là con rúi mã đào Thái Lan này thì nó ăn là cái dòng thực vật. Thì bà con chỉ cần lưu ý là trong quá trình bà con cho ăn cho uống thì bà con cứ đảm bảo làm sao cái nguồn thức ăn nó sạch và tránh cái tình trạng thuốc trừ sâu hay là thuốc bảo quản thực vật. Khi mà bà con không đảm bảo được thì tất nhiên thì nó cũng có thể là xảy ra cái tình trạng đau bụng sinh ra đi ngoài. Đồng thời thì bà con cũng cần lưu ý thêm cho tôi thì trong cái quá trình bà con chăn nuôi thì nó cũng sẽ có hai cái chế độ chăn nuôi khác biệt nhau. Thì đối với chế độ chăn nuôi của con sinh sản thì nó sẽ khác so với chế độ chăn nuôi của con thương phẩm. Thì đối với chế độ của con sinh sản thì bà con lưu ý là một ngày bà con sẽ cho ăn một bữa duy nhất về khung giờ chiều tối. Thức ăn như hiện tại bên trang trại tôi đang chăn nuôi thì nó bao gồm đó là tre, mía và ngô. Đấy, thì còn đối với cái con thương phẩm thì bà con sẽ lưu ý thêm là mình sẽ tăng cường tất cả những cái hàm lượng thức ăn và tăng cường những nguồn thức ăn giàu chất tinh bột để trong cái quá trình bà con chăn nuôi thì cái tốc độ tăng trưởng của nó sẽ lớn nhanh hơn để bà con có thể nhanh được xuất bán ra ngoài thị trường. Và ngoài ra thì bà con cũng cần lưu ý thêm trong cái vấn đề khi con rúi nó sinh sản thì bà con nên tránh tuyệt đối cái tình trạng là mình không nên cho người ngoài đi ra vào nhòm ngó nó quá nhiều, cũng như là cho người ngoài đi vào tham quan, đi lại thường xuyên trong những khu vực mà con rúi nó đang sinh sản. Và bản thân của bà con cũng cần phải lưu ý là mình cũng nên hạn chế nhòm ngó tiếp xúc nó quá nhiều. Giống rúi mã đào Thái Lan sinh sản rất sai con, một năm sinh sản 3 lứa, mỗi lứa từ 4 đến 7 con. Anh Đạt phấn khởi, với một con rúi mẹ đã sinh sản thuần thục thì một năm cho anh mức lợi nhuận từ 15 đến 18 triệu đồng. Giá bán thương phẩm bên trại anh Đạt đang bao tiêu cho bà con dao động từ 900.000 đến 1 triệu đồng trên 1 kg. Anh Đạt chia sẻ thêm, chỉ cần nuôi từ 10 con rúi mẹ sinh sản thì bà con đã có mức thu nhập cao hơn đi làm công ty mà lại nhàn, không tốn nhiều thời gian và công sức chăn nuôi, không bị áp lực như đi làm công ty. Như bà con nhìn thấy trên tay tôi đây là một con rúi mã đào Thái Lan. Đây là con rúi mẹ. Thì để về một con rúi mẹ khi bà con chăn nuôi theo một cái chế độ sinh sản thì nó trung bình một năm, như hiện tại bản thân của bên trang trại tôi đã trừ tất cả mọi cái chi phí từ nguồn thức ăn và chi phí từ nhân công chăm sóc, thì để về một con rúi mã đào Thái Lan mẹ này nó cũng đem về cho tôi được cái mức thu nhập từ 15 cho đến 18 triệu đồng trên một năm. Thì một số bà con mình có thể là sẽ chưa định hình được rõ là với một con rúi mà nó cũng là nhỏ bé như thế này. Đấy, nếu để so với tất cả những con động vật nuôi thông thường khác thì nó rất chi là nhỏ bé. Nhưng ngược lại cái giá trị cũng như cái hiệu quả kinh tế nó mang lại cho chính bản thân của tôi nó rất chi là cao. Đấy, thì để về con rúi mã đào Thái Lan này một năm thì nó sẽ sinh sản được cho bên trang trại tôi là 3 lứa. Và mỗi một lứa trung bình hiện tại thì nó đang dao động bình quân từ 4 cho đến 7 con trên một lứa. Thì khi bản thân tôi chăn nuôi đến khi chúng tôi xuất bán ra ngoài thị trường đấy, thì với cái giá mà hiện tại chúng tôi đang bao tiêu cho một số bà con thôi thì nó cũng đang là 900 cho đến 1 triệu đồng đấy, trên 1 kg. Thì để so như một số đi làm công ty thì khi bà con chăn nuôi cái con rúi mã đào Thái Lan này thì bà con cũng chỉ cần chăn nuôi với cái số lượng 10 con mẹ sinh sản đấy, 10 con mẹ sinh sản trên một năm thì nó cũng có thể đáp ứng được cái mức thu nhập là 150 triệu đồng. Thì để so với một số bà con mình đang đi làm công ty thì cái thứ nhất là nó sẽ không tốn quá nhiều cái thời gian của bà con, cũng như là
mình không bị gò bó cái thời gian trong cái quá trình bà con đi làm công ty. Còn đối với trong cái quá trình chăn nuôi con rúi mã đào Thái Lan thì nếu để cùng cái mức thu nhập như bà con đang đi làm công ty ấy, thì bà con cũng chỉ cần là bỏ ra cái thời gian không quá là 30 phút về khung giờ chiều tối mình cho ăn cho uống. Còn về tất cả mọi cái kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc thì cũng có thể là bà con đến thực tế đây xem là có thể là trong quá trình chăn nuôi con rúi mã đào Thái Lan này nó có đơn giản thật hay không. Thì tôi có thể mời bà con đến trực tiếp để bà con có thể cảm nhận là trước khi tôi quyết định bắt con giống về chăn nuôi, liệu nó có đơn giản thật hay không. Đầu ra cho rúi ở đâu? Đây là vấn đề mà nhiều bà con e ngại, bởi vì kỹ thuật nuôi thì có thể học được, nhưng đầu ra mà bị động thì hay bị ép giá. Hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con, hiện nay cha anh Đạt đang ký kết hợp đồng thu mua bao tiêu đầu ra cho bà con với thời gian lên đến 10 năm. Đặc biệt, anh còn có chính sách hỗ trợ con giống cho bà con chăn nuôi, bởi vì trại của anh vẫn chưa có đủ nguồn rúi thương phẩm để cung cấp ra thị trường. Để được hưởng những chính sách này, bà con hãy liên hệ theo số điện thoại trên góc phải màn hình video đến trực tiếp trại anh Đạt trao đổi cụ thể hơn. Nonglam.net xin kính chúc bà con thành công. Khi bà con chăn nuôi ra, thì cái đầu ra ở đâu, bà con bán ở đâu, thì tôi cũng xin khẳng định với bà con, khi bà con đến với trang trại của tôi mà bắt con giống của bên trang trại tôi, thì tôi xin cam kết với bà con là bản thân của tôi sẽ là người đích thân ký kết hợp đồng thu mua bao tiêu đầu ra với thời gian lâu dài cho bà con. Như hiện tại thì bên trang trại tôi đang ký kết thu mua cho bà con với cái thời hạn đó là 10 năm. Và cái giá hiện tại tôi đang ký kết với bà con đó đang là dao động từ 900 cho đến 1 triệu đồng trên 1 kg. Để bà con có thể là yên tâm hơn, tự tin hơn nữa để trong quá trình bà con bắt tay vào chăn nuôi để phát triển cái kinh tế của nhà mình. Và bản thân của tôi cũng rất mong muốn làm sao là có thể chia sẻ được càng nhiều càng tốt cho bà con bấy nhiêu. Như hiện tại thì bên trang trại tôi đang có cái chính sách hỗ trợ đầu tư thêm vốn cũng như là đầu tư thêm con giống cho bà con về chăn nuôi. Cho dù là cả bà con đầu tư ra với cái mức vốn bao nhiêu thì bên trang trại đều có cái sự hỗ trợ. Giả sử như bà con đầu tư ra 100 thì bản thân của tôi cũng sẵn sàng là đầu tư thêm 50 triệu vào đó nữa cho bà con về chăn nuôi. Lý do tại sao mà tôi lại có cái chính sách hỗ trợ như vậy thì cái thứ nhất, như bà con ban đầu cũng có trao đổi với tôi là chăn nuôi ra thì cái đầu ra nó ở đâu, thì tôi cũng chia sẻ thật bà con là như hiện tại bản thân của tôi vẫn chưa đủ cái nguồn thương phẩm để cung cấp ra ngoài thị trường. Đấy, chính vì cái lý do như vậy thì bản thân của tôi mới có cái chính sách để hỗ trợ cho bà con được tốt đến như vậy. Và tôi cũng rất khuyến khích là một số bà con có thể là dành cái thời gian đến và ở trực tiếp tại trang trại của tôi để bà con có thể là học hỏi toàn bộ những cái kinh nghiệm cũng như là kỹ thuật trong chăn nuôi để bản thân của tôi có thể là chia sẻ truyền đạt được cho bà con một cách tốt nhất. Trước khi mà bàn giao con giống cho bà con về chăn nuôi thì bên trang trại đều có cái ký kết hợp đồng thu mua bao tiêu cho bà con với cái thời gian là 10 năm, cũng như là sẽ cung cấp đầy đủ tất cả những cái giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của con rúi mã đào Thái Lan này để cho bà con có thể là hợp pháp chăn nuôi tại địa phương của bà con.